xin chào tất cả mọi người nhá. Quay trở lại kênh của cô Bảy Hoa Lan nhá. Hôm nay cô lại tiếp tục giới thiệu livestream để mở sản phẩm vườn hoa lan của cô rất là to đẹp nhá, cho tất cả mọi người xem nhá. Và cô giới thiệu các loài hoa cho các cháu và các cô dì chú bác được biết nhá. Hoa của cô nhá, vườn hoa của cô rất là to đẹp này, cây cối rất là xanh tươi này, to mập này. Hoa của cô nữa có rất rất nhiều hoa, rất nhiều loại cây, cây to, dài và hoa đẹp thì có một ngầu, có rất là nhiều hoa, cánh hoa luôn, hoa hồng, hoa tím, hoa đỏ, hoa vàng. Và nở vào thời tiết ấm áp, nở rộ vào Tết dương lịch và Tết âm lịch. Thì còn cái loại, còn một loại hoa nữa là hai ngồng. Thì loại hoa này thì rất là nở rất là ngắn hoa và ít hoa hơn. Còn một, còn các loại hoa của cô mà một ngồng thì nở hoa rất là đẹp và dài luôn nhá, tươi tốt, hoa to đại luôn. Đấy, cây hoa của cô rất là to đại luôn, mà ngồng mập dài 3-40 phân cũng có nhá, mà mầm ngầm mập dài tới 10-20 phân cũng có. Nên là các đại gia đình, nhà kinh doanh buôn bán nào mà có mua thì tới đi mua cho cô, cho đất hàng nhá. Cây hoa của cô rất là xanh tươi luôn, và to đại và đẹp, tuyệt vời luôn. Vườn hoa của cô chăm sóc rất là tốt tươi luôn. Nên là các nhà kinh doanh buôn bán và các cháu đi làm công ty ngày nghỉ đến mua hoa cho cô nhá. Còn những cái cây hoa như thế này là cô bán giá có 65.000 này. Đấy, cô chỉ bán giá rất là rẻ luôn, có 65.000 mà đang ra ngồng, chuẩn bị nở hoa vào dịp Tết dương lịch và âm lịch. Đấy, và còn như rất nhiều bạn đến mua thì để cô gói hàng và đóng hàng cho các bạn nhá. Bạn Duy hoặc là bạn anh Phượng. Và mua 5-10 cây thì để cô gói, cô đóng gói, cô chuyển nhá. Có 20-30 cây của cháu Hoàng, cô đóng thùng nhá. Cô sẽ sinh nhật và cô đóng thùng cho. Nhưng mà mỗi một thùng là cô vận chuyển là phải 50.000 một thùng nhá. Mà cây hoa chỉ có 65.000 thôi. Đấy, nếu mà cháu nào ấy, và rất cháu nào mà có mua ấy thì đặt số cơ lượng cây này và đặt số điện thoại của cô nhá. Cô là cô Bảy nhá, ở Đan Phượng Hà Nội nhá. Vườn hoa của cô để cô dịp này nhiều để cô giới thiệu, cô bán cho các cháu nhá. Và cái cây hoa mà hai ngồng nhá thì là nó ngắn hơn, mà nó ngắn hoa hơn và ít hoa hơn. Nhưng mà hoa mà cây một ngồng ấy thì là nở dài, đẹp và nhiều cánh hoa hơn nhá. Đấy, các cháu và các cô dì chú bác hãy nhìn xem nhá. Có hai loại hoa. Loại hoa hai ngồng và một loại hoa một ngồng. Nhưng mà vườn của cô thì loại hoa một ngồng rất là nhiều luôn. Đang coi như là nở rộ vào dịp Tết. Thì các cô dì chú bác hoặc các quý khách nhà kinh doanh nào thì đến mua thì để lại số điện thoại của cô nhá, để đến mua cho cô cho nó đắt hàng, để cô giới thiệu các loài hoa. Còn cây hoa hai ngồng này thì trông nó cũng đẹp, nhưng mà nó nở rất là ngắn hoa. Đấy, nở rất là ngắn hoa luôn này. Nhưng mà cây hoa một ngồng này thì nó nở rất là đẹp và to đại luôn, xanh tươi. Giá cô bán chỉ có 65.000 một cây, 65.000 một cây nhá. Đấy, bạn mà
Hoàng có mua thì cô đóng gói 20 cây, cô mua 20 cây cả. Thì cô sẽ xếp và đóng vào thùng. Mà tiền vận chuyển của cháu là phải 50.000 một thùng nhá. Mà là Ngọc mua 15 cây cả. Để cô đóng gói, cô vận chuyển vào thùng cho nhá. Cô Nhật, cô cây vườn hoa của cô chăm bón tươi tốt, đây nở rất nhiều để cô giới thiệu để cô bán. Tất cả các cô dì chú bác nào mà yêu hoa lan thì đến mua cho cô nhá. Màu hoa của cô là nở đủ các màu luôn. Màu tím hồng này, màu trắng này, có cả màu vàng. Đấy. Nhưng mà hai ngồng thì nó nở hoa nó ít hơn. Nó ngắn hơn. Nhưng mà một ngồng thì cô vườn của cô nó rất là nhiều hoa một ngồng. Nhiều hoa một ngồng này. Thế nhưng mà lại nở ra nhưng mà nhiều cánh hoa. Đẹp. Nở phải đến 20 cánh hoa cho đến 15-20 cánh hoa mà nở vào dịp Tết dương lịch. Tết âm lịch, nên là các nhà kinh doanh buôn bán hoặc các cô dì chú bác nào và các cháu nào mà có ngày nghỉ thì đến mua hoa cho cô để Tết cho nó đẹp. Nhất là nhà ai có nhà đẹp thì đến mua để một dàn hoa đằng trước để cho nó phong thủy đẹp nhá. Các con các bạn nào mà mua thì để giới thiệu để lại số điện thoại để cô đóng hàng hoặc là số lượng cây để cô được biết để cô đóng hàng nhá. Đấy, hoa của cô nở đấy, cánh hoa đẹp không, dài không, nó nở tất vào dịp Tết luôn. Và nhất là đến những ngày 20 tháng 11 thì các cháu có đến mua hoa tặng các cô giáo thì đến mua nhá. Đây, các cây hoa này rất là tươi tốt và đẹp luôn. Ngầm hoa là cánh hoa lá rất là to đẹp này, xanh tươi này, ngầm dài này, đấy, ngành ngầm thì dài 30-40 cm, có loại ngầm thì 10-20 cm. Ai mua ngầm dài mà hoa chỉ có một ngầm thôi nhá, một hàng ngầm mà nở cánh hoa dài và đẹp, đấy, và hai ngầm thì hoa nở nó ngắn hơn. Nở ngắn hơn đây này. Nó hai ngầm thì nó cũng đẹp nhưng mà nó nở ngắn hơn. Đấy. Còn hoa của cô nở cái một ngầm đây này, rất là đẹp, là nó nhiều vẽ ra rất nhiều cánh, rất là đẹp luôn. Đấy, nghe có các cô dì chú bác hoặc là các nhà kinh doanh nào buôn bán thì có mua hoa thì đến đây mua hoa cho cô để cô bán. Đất hàng thì vườn hoa của cô rất là nhiều luôn, đang nở hoa rộ, đang dịp ấm và mua sớm, không có để đến Tết thì hoa nó rét, nó khan hiếm thì bán nó sẽ đắt hơn. Bây giờ nó rẻ hơn và hoa nó nở rộ thì nó sẽ rẻ hơn, có bán thanh lý cho nó nhanh. Thế phải mua nhanh, không có là ai không đến là người ta đến rét lại hết, đang ấm thì nó nhiều. Đấy, hoa của cô đấy, cô chăm sóc, cô bò bầm tưới nhưng nó tươi tốt lắm, nhưng mà cô giới thiệu cô bán để cho nó nhanh, không có nó nở rộ nhiều quá nhá. Chuẩn bị nó ra ngồng nhiều nhưng mà nó nở vào dịp Tết, còn những cánh hoa này thì nở vào cây rất là nhiều ngồng luôn, đang chuẩn bị ra hoa. Đấy. Tiền vận chuyển thế là cứ 50.000 một thùng với 20-30 cây. À, cây vườn của cô rất là to rộng và lớn, rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Cánh hoa có đẹp không? Đấy, đẹp không? Đẹp tuyệt vời luôn. Các loài hoa nở các màu luôn, tím hồng, trắng. Ai mà có mà mua thì để lại số điện thoại, số cây để cô vận chuyển theo bưu điện tới nhà nhá.
Con xin chào tất cả các nhà.